Chào mừng bạn đến với kênh youtube bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Chủ tịch câu lạc bộ Hải Phòng, VPF tới lạch chay tự mua vé vào sân. Người đứng đầu câu lạc bộ Hải Phòng, ông Văn Trần Hoàn có thư gửi công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, VPF, với nội dung khẳng định mình không bôi nhọ. Công kích công ty này, tôi nói thẳng thế này câu lạc bộ bóng đá hải phòng làm bóng đá vì người hâm mộ hải phòng vì mong muốn chung tay phát triển bóng đá việt nam nhưng có những vấn đề thực sự bức xúc với vpf do đó tôi không chào đón quan chức vpf đến sân lạch chay trong tương lai ông văn trần hoàn viết không chỉ nói rằng lãnh đạo vpf không được chào đón khi tới sân vận động lạch chay ông hoàn còn đề nghị lãnh đạo vpf nếu có việc phải đến sân vận động của đội bóng đất cảng thì hãy nhớ mang tiền mua vé vào sân trong thư của mình Người đứng đầu câu lạc bộ Hải Phòng cho rằng quyết định lùi V-League 2021 sang tháng 2 năm sau là độc đoán, vô cảm và không tôn trọng các câu lạc bộ. Hoãn giải đến tháng 2 năm 2022, mỗi câu lạc bộ sẽ tốn hàng chục tỷ đồng để duy trì đội ngũ cầu thủ hiện có. Nếu hủy giải ngay lúc này, mỗi câu lạc bộ có thể sẽ dùng một phần tiền đó chung tay cùng chính phủ mua vaccine cho đồng bào. Quyết định hoãn giải đấu của các ông không chỉ thể hiện sự độc đoán, mà đó còn là sự vô cảm. Ông Hoàn viết, trước đó... Chính ông Văn Trần Hoan là người từng đưa ra ý tưởng để hai câu lạc bộ đang dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2021 là Ha Gia Lai và Việt theo đá trận. Chung kết của mùa giải trên sân vận động lạch chay để tranh ngôi vô địch rồi cho giải đấu kết thúc luôn. Không chỉ chúng tôi đâu, mà tất cả câu lạc bộ rời giải đến năm 2022, mỗi đội đều thiệt hại trên 10 tỷ đồng. Trước mắt, chúng tôi làm gì khắc phục được, khắc phục bằng cách nào, phải chấp nhận thôi. Không trả lương, trả tiền thì cầu thủ kiện ngay, rồi còn các cầu thủ ngoại nữa, vẫn phải lo cho họ chứ. Bây giờ chẳng có quyết định nào được cả, cuộc chơi phải chấp nhận, ông Hoàn bức xúc. Ông Văn Trần Hoàn cho biết mình chỉ là một cổ động viên Hải Phòng và được thành phố giao nắm chức chủ tịch câu lạc bộ. Đích thân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo đã gửi lãng hoa và lời chúc mừng đến ông, nhưng VPF thì không được một lời hỏi thăm. Cuối cùng, người đứng đầu câu lạc bộ Hải Phòng khẳng định mình không công kích, bôi nhọ uy tín VPF mà chỉ nói sự thật. Trước đó, ngày 18 tháng 8, VPF đã có văn bản đề nghị chủ tịch câu lạc bộ Hải Phòng xác minh các nội dung phát biểu của mình trên báo chí. VPF cho rằng các bài viết này mang tính công kích, bôi nhọ uy tín, làm xấu đi hình ảnh của bóng đá Việt Nam. Hà Nguyên